Trong 3 tháng đầu năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã phát hiện xử lý 338 vụ buôn bán hàng cấm và gian lận thương mại. So với quý 1 năm 2023, tăng 112 vụ, trong đó số vụ vi phạm hàng cấm, hàng nhập lậu 83 vụ, số vụ vi phạm về gian lận thương mại 250 vụ và số vụ vi phạm hàng giả 5 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 4 tỷ đồng. Riêng trong tháng 3 năm 2024 đã phát hiện xử lý hành chính 16 vụ, giảm 21 vụ so với tháng trước, tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước gần 835 triệu đồng. Thời gian tới, các lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo nhóm mặt hàng như xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư, trang thiết bị y tế và an toàn vệ sinh thực phẩm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.